phẩm hôm nay của Đế Xanh số 21 và Nam Từ nhất. Mọi người sẽ cùng theo dõi cái livestream này xem là hôm nay em với lại người sẽ giới thiệu cho mọi người xem là hôm nay là có những cái chương trình khuyến mại gì, hôm nay được giới thiệu với cô thì hấp dẫn không nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một cái sản phẩm là sản phẩm Quilet TV của Samsung có model là Q5R Q75R. Thì sản phẩm này sẽ có khuyến mãi bình thường của Đế Xanh và hôm nay mọi người mua trong ngày 29 và đến ngày 1 của tháng 12 thì sẽ được giảm thêm 10% nữa. Hôm nay là vừa là cuối tuần vừa là ngày cuối tháng nên là khuyến mãi rất là nhiều. Nếu như mọi người muốn mua sắm các sản phẩm TV thì hãy nhanh chân lên đến Đế Xanh số 21 Nguyễn Văn Cừ để mua sắm sản phẩm nhé. Sau khi giảm hết khuyến mãi thì sản phẩm này chỉ có 23 triệu 400 thôi ạ. 23 triệu 800 nhất giảm, đây là giá giảm bình thường là 24 triệu 600, thì mọi người sẽ được giảm thêm một cái khuyến mãi nữa, khuyến mãi internet sẽ giảm thêm 800.000 nữa, thì giá giảm cuối cùng là 23 triệu 800. Ngoài ra các cái khuyến mại đi kèm như là nồi lẩu điện và cặp chảo san hao thì vẫn sẽ được tặng cho mọi người. Cái này nó là sản phẩm thêm của hãng. Khuyến mại thêm một cái nồi lẩu điện và một cặp chảo để đi bão. SEA Games đang đến rất là gần, đang diễn ra rồi ạ, mọi người mua sản phẩm này theo dõi SEA Games. Bây giờ thì mọi người cùng tìm hiểu sâu hơn về cái công nghệ của sản phẩm này, xem là sản phẩm này thì nó sẽ có cái công nghệ gì nổi bật. Nhấn mạnh cho mọi người thêm một điều nữa là chỉ một số sản phẩm trong Black Friday tuần này sẽ mới được giảm thêm 10% thôi, trong đấy có chiếc Q75 này. Giảm 10% nhé, giảm thêm 10%. Không phải sản phẩm nào cũng sẽ cũng được giảm 10% đâu. Áp dụng một số sản phẩm nữa đấy. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người chiếc một chút về chiếc Quilet này. Chiếc Quilet này có mã sản phẩm là 55Q75R. Chiếc này sử dụng công nghệ màn hình LED tiên tiến nhất hiện nay là Quilet. Ngoài ra nó là màn hình nét lền nên thể hiện độ sáng và màu sắc, thể hiện được 100% giải màu và 1 tỷ màu sắc trên chiếc TV này. Ngoài ra khi mà bóng nền nét nền trên TV thì nó sẽ có độ sáng và giảm hình mờ trên màn hình rất là tốt. Nên là tại sao bây giờ cái công nghệ mới bây giờ lại là Quilet. Đấy, nó sẽ giúp cho tăng tuổi thọ màn hình, tăng giải màu, hiển thị màu tốt hơn. Ngoài ra thì chiếc TV này hiển thị được độ sáng 1000 nits, 1000 nits tương đương với 1000 vạn nén, điều mà các TV thường nét các thường không thể làm được. Chiếc TV này ngoài cái màn hình rất là tiên tiến ra thì bên trong có một cái chip nội tứ sẽ nâng cấp hình ảnh thường, ví dụ mình xem ở trên TV hoặc là xem ở trên YouTube những cái độ phân giải HD và Full HD thôi, thì con chip đấy sẽ tự động nâng cấp hình ảnh lên gần nhất với 4K hoặc là 4K để cái hình ảnh của mình được tốt nhất. Em thấy có sử dụng 3 số ạ. Comment là có TV model này 65 inch. Chiếc model Q75 này sẽ có 49 inch, 55 inch, 65 inch và 75 inch. Tất cả các sản phẩm Q75 đang được giảm 10% tại 21 Nguyễn Văn Cừ. Trả góp thì mình trả trước cho em 30% trên cái giá cuối này, thì mình sẽ trả khoảng 7 triệu. Trả trước là khoảng 7 triệu, thì mình sẽ trả dần trong 6 tháng phần nợ lại. Nếu mà anh chị muốn mua trả góp ạ, thì mình sẽ đối với sản phẩm này mình sẽ trả trước 30% giá trị của sản phẩm. Số tiền còn lại mình sẽ đều trong vòng 6 tháng. Thì rất là nhanh gọn, đơn giản của ngân hàng không có credit. Mình còn có chứng minh thư của bằng lái xe. Nếu mà không thì mọi người có thể thay thế chứng minh thư sổ hộ khẩu để mất của khách hàng thôi ạ. Anh Đặng Nguyễn Q75 có cả 82 inch 9 nhỉ? À không ạ, Q75 chỉ có Q65, chỉ có Q65 mới có 82 inch thôi. Còn Q75 thì chỉ có 75 inch thôi. Mình mới mua chụp con hôm qua lại Nguyễn.
ngoài ra có một cái chương trình rất tốt của chiếc Q75 này nữa, đấy là mình sẽ được mua loa kèm. Loa đây, loa thanh này. Loa thanh này với giá là 5.290.000. Có công suất là 320W. Thì mình khi mà mình mua kèm TV thì sẽ được mua với giá khuyến mại là 2.490.000 thôi. Ngoài ra loa N650 có giá 9.900.000 và loa R650 có giá 7.200.000 thì mình sẽ chỉ phải mua với giá 3.990.000 thôi. Đây là cái khuyến mại rất tốt khi mà mua kèm với TV với một phòng khách mà chưa có loa. Anh Quang trong sáng comment là có 95 inch thôi ạ. 95 inch thì chỉ có dòng 9 dòng 8K bên em thôi, 92 inch thì chiếc đấy nó là 2.4 tỷ. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ riêng để em đặt. Ai đang xem livestream này thì chia sẻ livestream giúp em nhé. Khách hàng ai đang muốn có nhu cầu muốn tham khảo sản phẩm nào thì em comment lên livestream này. Đây em xin giới thiệu thêm một chút về cái tính năng của TV. Thì chiếc TV này sẽ sử dụng điều khiển thông minh, điều khiển Bluetooth. Thì cái đặc điểm hay của điều khiển Bluetooth này là khi mình kết nối với TV rồi thì mình sẽ không phải chĩa vào TV nữa và có thể sử dụng cách xa khoảng cách 50m cũng có thể sử dụng được và không cần phải chĩa vào TV. Chiếc điều khiển này thì nó sẽ có chức năng tìm kiếm giọng nói ở trên YouTube. Ngoài ra nó sẽ có thể kết nối, nó sẽ điều khiển được tất cả các cái thiết bị ngoại vi khi mà kết nối vào với TV. Một điều mà rất ít TV làm được. Đấy là bởi vì khi mà mình kết nối các thiết bị ngoại vi vào đây như là ca cộng hay là đầu kỹ thuật số hay là loa thì mình phải sử dụng rất nhiều điều khiển. Điều đấy thì nó sẽ khiến cho mình rất là rối và cồng kềnh và bừa bộn trong nhà. Thì thay vào đấy mình sẽ chỉ sử dụng một chiếc điều khiển này thôi. Một chiếc điều khiển này có thể sử dụng tất cả các thiết bị ngoại vi được. Ngoài ra cái hay nữa là cái Smart Ring này. Cái Smart Ring, ứng dụng Smart Ring do độc quyền Samsung sản xuất cái app này dành riêng cho TV Samsung thì mình có thể sử dụng điện thoại tải cái app Smart Ring này và sử dụng như một chiếc điều khiển. Ngoài ra có thể tiếp kết nối TV của nhà mình với các TV khác ở trong phòng. Các điều khiển mình có thể điều khiển được các TV khác, ví dụ mình ở phòng khách mình phải tắt TV ở phòng ngủ khi mà con đã ngủ hoặc là con không muốn cho con xem nữa. Cái điều này rất là hay. Tiện dụng đúng không mọi người? Công nghệ độc quyền của Samsung nhất, Smart Thing. Anh Kubi có comment là có giảm thêm một nữa công để anh mua. Thì em sẽ tiết lời anh là cái chương trình hiện tại đang khuyến mãi này là mình đã giảm tối đa rồi đấy ạ. Tại vì là những cái ngày bình thường ấy, mình mua sắm sản phẩm này mà chỉ có khuyến mãi bình thường của Đến Xanh là giảm khoảng còn 31.890.000 thôi. Nhưng tuy nhiên thì anh mua sản phẩm này trong ngày mai thì sẽ được giảm thêm 10% nữa thì đã rất là rẻ rồi ạ. Chương trình rất là rẻ rồi. Thực ra là với cái giá này đã rất là tốt rồi. Nếu mà mình không mua ngày hôm nay thì đến qua mùng 1 tháng 12 này thì nó lại về cái giá cũ là 3.890 và chỉ được tặng phiếu mua hàng 800 thôi. Thì đây là cái gì là mình mua TV rất tốt trong cái thời điểm là Black Friday đây này. Đây là một cái chương trình khuyến mãi rất là lớn trong năm, ở cuối năm rồi thì gần Tết rồi mọi người có thể mua sắm sản phẩm chay để cho gia đình của mình. Cái chương trình khuyến mãi này chỉ còn thời gian rất là ngắn thôi, là ngày hôm nay là ngày 30 tháng 11 và ngày mai nữa là ngày 1 tháng 12 của năm 2019 sẽ là kết thúc khuyến mãi giảm thêm 10% đối với sản phẩm Q75 của Samsung này. Và ngoài ra nhé, trong cái thời gian này nếu mà mình mua TV của Samsung sẽ được tặng thêm 2 năm sử dụng OTV card, VTV card. Cái này thì mình sẽ sử dụng thay cho những nhà mà không lắp được anten, không lắp được cáp thì mình sẽ sử dụng OTV cáp để xem như là một giải pháp thay thế để cho mình xem SEA Games, xem bóng đá. Ngoài ra trong FPT Play sẽ được tặng 1 năm xem miễn phí, 3 tháng xem ca cộng và mùa giải ngoại hạng Anh và 100 phim 4K trong app phim cộng. 100 phim 4K này là độc quyền của Samsung có 100 phim 4K và 10 phim chiếu rạp mới nhất. Cái gói này nó cũng chỉ giá khoảng đâu đến là 1 triệu riêng phim cộng thôi. Và tổng cái gói VOD bọn em tặng trong cái tháng này nó lên đến hơn 3 triệu. Thì nếu mà khách hàng, em nghĩ là bây giờ cũng là dịp cuối tháng rồi, nếu mà khách hàng lên ở đấy trong cái thời gian này thì khuyến mãi sẽ rất là tốt hơn. Mọi người vừa được giảm khuyến mãi của Đến Xanh, vừa được giảm khuyến mãi của Đến Xanh ngay đây và tặng thêm
cầu mua sản phẩm của mình thì có thể trực tiếp inbox lên trang của Xanh Quan Kinh hoặc là đến tại Xanh số 21 của Quan Cường để tận mắt.